biết lòng người. Hai bạn biết anh Đào trước mặt mình ha. Cảnh của bạn Thái Bình vẫn đang trình tiếp tục tại tiệm cá cảnh Thái Bình. Lần này ha thì lại sự xuất hiện của một bạn cá mang tên là cá giết anh Đào ha. Bạn này rất là hiền lành và lên màu khá là đẹp ha, tuổi thọ bạn cũng khá là lâu ha mọi người. Đó, cá giết anh Đào, con này nó tên nó đẹp ha. Đó, con này là cái màu đỏ và chính giữa nó có cái sọc hơi đen đen trắng trắng mọi người. Cá viết anh Đào ha, bạn này bơi nhanh quá. Đó. Là cá viết anh Đào nè, giống cái vợt mình nè mọi người. Trong cái vợt xanh mình ha, cái vây của bạn cũng là màu đỏ ha. Cá viết anh Đào. Đó, bạn thả chung hỗn hợp với cái hồ cá Secam này, cá này cá kia. Các bạn, ở đây cái hồ này nuôi nhiều cái dòng cá quá nên mình khó quan sát các bạn cá viết anh Đào nè mọi người. Đó. Cái mận màu mận giống như là mận anh Đào vậy đó ha. Rồi ở dưới là mình đụng mấy cái sản phẩm của bạn ha. Tiêu cảnh của bạn trưng bày cái nó lộn xộn hết trơn, tí mình sửa lại nha. Đây, viết anh Đào nè mọi người. Cái viết anh Đào là cá trong cái vợt màu đỏ của mình đây. Đó, cố gắng để quay cận cảnh bạn viết anh Đào cho mọi người xem. Bạn này nhìn khá là đẹp ha, có một tí màu đen đen nhạt, bơi lẹ quá. Con này thì thấy nhìn thấy nó khá là hiền đó mọi người. Viết anh Đào, trời ơi, quay qua quay lại chạy liên hồi luôn á. Cái viết anh Đào ơi, đây ở góc này thì mình thấy bạn viết anh Đào đang chạy vô trong kìa mọi người. Cái viết anh Đào lạ quá ha. Đây có hai bạn trong góc tối này nè, 3-4 bạn luôn mà con chui vô đây tối thui. Đây cố gắng, thì góc này mình thấy rõ nhất nè mọi người, hai bạn viết anh Đào trước mặt mình ha. Đó, cá viết anh Đào. Đây, sau một hồi chạy lây hoay á thì bạn cá viết anh Đào đã phải bơi vào trong rồi kìa. Đó, viết anh Đào. Tiếp tục thì mình sẽ quay thêm nhiều cái sản phẩm tại tiệm cá cảnh của bạn Thái Bình cho mọi người xem ha. Đây là những cái bộ đèn led nè, còn cái lồng nuôi chim cảnh này ha mọi người. Nó rất là nhiều thiết bị mà tại tiệm của bạn trang bị để bán cho khách ha. Đây mình sẽ quay cái dàn cá ly thia cho mọi người xem ha. Đây là những cái con phướng mà bạn đựng trong cái hồ thủy tinh đó mọi người. Đó, cá của bạn đây rất là đa dạng luôn, rất là nhiều đó. Giá thì cũng khá là hợp với túi tiền của người khách ha. Fan cá thì đam mê ha, mình thích con nào thì mình có thể lựa chọn con đó. Đó, phướng xanh, đuôi đỏ, hay là những con cá phướng đỏ đó mọi người. Cá của bạn Thái Bình nhìn chung rất là đa dạng. Mình sẽ cố gắng mình quay sơ lược từng con một cho mọi người xem. Đó, quá trời cá luôn. Thấy mê quá không? Phía dưới này thì bạn có nuôi mấy con cá beta đó mọi người. Đó, cá phướng thì bạn để lên trên, cá beta thì bạn để dưới ha. Beta, ủa sao cái hồ này có hai con dưới ta? Chắc là con cá nó nhảy qua hay gì á. Thì là con Thái để lộn hay rồi nè. Để lộn hai con cá chung một cái ly ha mọi người. Cá cảnh Thái Bình. Cái con này có tay bơi, mấy con này chắc mình thấy giống như chen cá máy luôn trời, cái bụng nó to ghê luôn trời. Con này nữa nè. Đây, con này có giá là 15 cành nè. Con này có giá 10 cành nè mọi người. Có giá hết trơn ha. Cái ly thêm máy bán hết trơn rồi, còn có hai con. Trong cái này còn là nuôi gông không.
À, ở đây mình thấy có con cá lư kiến khá là đẹp ha. Tì bà gon. Lư kiến vàng. Đây sâu gồng, sâu gạo. Đây cái sâu gồng ở trong nữa ha. Đây sâu gạo nữa. Sâu gạo này là sâu gạo đôi nhỏ mọi người. Rồi sâu gạo mini ở trong đây đang có một hồ chút xíu. Cái hồ keo wow, cái hồ cá ba đuôi của bạn nè mọi người. Đây bạn có nguyên bộ sỏi đá để thiết kế tiểu cảnh cho cái hồ cá mọi người. Thức ăn, thuốc trị bệnh nè. Và mấy cái dụng cụ để mình set up ha. Rất là nhiều luôn kìa, bên đây là sỏi đá màu nè. Đó mấy cái rễ cây gì nữa kìa. Bên này nguyên cái bộ đồ mê công, sỏi, thuốc trị bệnh. Quá trời cá luôn. Đây có cái hồ cá này đẹp vậy. Mấy con cá muốn vàng, tì và gon. Ủa con cá lô kiến da beo với con cá xê canh vàng. Đây thủy sinh. Cá này là ghẻ tiền thôi. Đây cũng có một hồ thủy sinh nữa nè. Quá đẹp luôn. Trên một cái hồ thủy sinh thì có con cá. Ủa con cá mái nè mọi người. Là hán mái. Đây còn cá là hán mái. Đây có con cá lóc chân châu lửa. Cá lóc chân châu lửa. Đẹp quá. Bên này cũng có con cá lóc nè, chân châu. Con này xe bự hơn và giá tiền nó cao hơn tí xíu ha. Tiểu hoàng đế. Con này 200 cành thôi mọi người ơi. Đây có con cá lửa là hán mà nó đang rút vô cái oxy bên đây rồi. Đây có con cá lô kiến với con cá lóc. Đây bạn chiên về khá là nhiều về cá lóc đó mọi người. Cá lóc thì để về bạn chiên nhiều quá. Có mấy con cá con bạn thả chung nữa kìa. Ở này còn ghét Katigan nè mọi người. Ghét Katigan. Chân châu ngũ sắc. Đó, cá lóc chân châu ngũ sắc nè mọi người. Đây là bạn La Hán ha. Đó, dưới đây thì có một cái hồ cá gọi là tiên xanh. Tiên xanh ha. Tiên. Quá đẹp luôn. Bữa nay là cái hồ này mình thấy nó dàn chế cho bạn thiết kế. Xe can neon. Cá bút chì. Đây đặc biệt mình thích thú với cái hồ này ghê luôn mọi người. Nhìn quá là đẹp luôn kìa. Mình thiết kế cái mô hình sông Goku nè ha. Cá cánh bườm nè, cá này cá kia băng thả lộn xộn nguyên một cái hồ luôn. Bên trong thì có setup rất là nhiều dòng. Đó nuôi thập cẩm luôn, nhìn rất là đẹp. Trên là có cái móc đèn mà bọn để mấy cái loại thuốc trị bệnh cho cá trên nữa kìa. Đó nhìn chung là cái hồ của bạn rất là đẹp. Bên tay phải mình cũng là một cái hồ tiếp theo ha. Đó, những cái hồ mới thì bạn thiết kế nước rất là trong và ở dưới đó là có cái đèn hỗ trợ. Như mấy con cá này nhìn rất là đẹp nè mọi người. Đó, mọi người thấy mấy con rõ con cá ngay cái tay mình có con cá mà. Thì mình thải lộn xộn luôn. Rất là nhiều. Ở đây có mấy cái dòng cá rẻ tiền xíu nè. Có cá bình tích. Bình tích ha. Bên này có mấy con cá lộn xộn, nó quá đẹp luôn. Cá bỉ màu, ủa con cá ba đuôi với cá ganh chu đồ thả chung một cái hồ nè. Hồ này là tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm giai nhân đó. Hồ này đông nghẹt. Có ốc táo nữa.
có con la hán, mà con ca la hán này nó đang bị bệnh đó mọi người, nên bạn thả riêng bạn chăm sóc nó ha. Một cái hồ cá gọi là cá cánh bườm, cánh bườm hai dòng cá cánh bườm. Nếu mà mua càng số lượng càng nhiều thì bạn có chương trình khuyến mãi, có thể là quà tặng thêm một hai con nào đó, hoặc là các bạn có thể bớt tiền cho mọi người ha. Cánh tiên quá đẹp, ở dưới có nuôi mấy con ốc táo này, mấy cá chuột nữa kìa, cá ông tiên